Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Linh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, mức độ lây lan dịch bệnh COVID-19 có vẻ đang giảm hạ tại Úc. Nhưng theo các chuyên gia thì có lẽ không ai biết được khi nào thì đại dịch COVID-19 mới có thể chấm dứt. Ngoài ra cũng có nhiều chuyên gia cho rằng nước Úc sẽ tiếp tục đón thêm một đợt lây lan mới vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Điều này nếu xảy ra thì đây là lễ Giáng sinh thứ 3 mà cư dân Úc phải đối diện với sự lây lan dịch bệnh. Trong khi thành phần trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi vẫn chưa được chủng ngừa nên các chuyên gia đặc biệt khuyên các phụ nữ mang thai hãy sớm chủng ngừa vaccine COVID-19 kể cả mũi booster để thai nhi có được sự bảo vệ. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Việt Face TV. Đại dịch COVID-19, tình hình tại Úc trong 24 giờ qua. Ngày hôm qua thứ tư, toàn quốc Úc Châu đã có 133 người tử vong vì COVID-19, trong khi nhân số dương tính đã giảm xuống chỉ còn 27.263 người. 4.343 người nằm bệnh viện, kể cả 125 người tại ICU và 35 người đang sử dụng máy trợ thở. Trong cùng thời điểm, số ca nhiễm tại Việt Nam đã giảm chút ít nhưng vẫn còn trên mức 2.000. Cụ thể là 2.010 ca nhiễm mới đã được ghi nhận ngày hôm qua, tức là đã giảm hơn 200 ca so với 2.340 người của một ngày trước đó. Và Việt Nam cũng đã có thêm một người tử vong vì COVID-19. New South Wales tiếp tục dẫn đầu về nhân số dương tính, trong khi Victoria thì lại dẫn đầu với nhân số tử vong. Cụ thể thì New South Wales đã có 11.356 ca nhiễm mới và 30 người tử vong, trong khi nhân số nằm bệnh viện vẫn chưa giảm hạ là 2.212 người, kể cả 55 người tại ICU. Victoria có số ca nhiễm thấp hơn New South Wales, đáng kể là 5.898 ca dương tính và 52 người tử vong. 610 người nằm bệnh viện, kể cả 30 người tại ICU. Queensland đứng thứ 3 về số ca nhiễm với 3.809 ca nhiễm mới, nhưng lại đứng hàng thứ 2 về số người tử vong là 35 người. 656 người nằm bệnh viện, kể cả 21 người tại ICU. Tây Úc hôm qua đã có 2.889 ca nhiễm mới và 4 người tử vong, 339 người nằm bệnh viện, kể cả 8 người tại ICU. Trong khi Nam Úc hôm qua có số ca nhiễm thấp, nhưng số người tử vong thì lại cao, tức là 1.881 ca nhiễm mới và 9 người tử vong, 351 người nằm bệnh viện, kể cả 6 người tại ICU. Tiểu bang nhỏ nhất là Tasmania đã có 669 ca nhiễm mới và 1 người tử vong, 76 người nằm bệnh viện nhưng không có ai tại ICU. Lãnh thổ thủ đô ACT hôm qua cũng như Tasmania khi có một người tử vong, trong khi số ca nhiễm mới cũng ở mức thấp là 556 người, 138 người nằm bệnh viện kể cả 3 người tại ICU. Và sau cùng tại lãnh thổ Bắc Úc cũng đã có một người tử vong, 205 ca nhiễm mới, 33 người nằm bệnh viện kể cả 2 người tại ICU. Đại dịch COVID-19, tình trạng bấp bênh, không thể biết được lúc nào thì đại dịch sẽ chấm dứt. Theo một số chuyên gia dịch tễ học, thì chúng ta vẫn chưa biết được là làn sóng dịch bệnh đã vượt qua điểm đỉnh hay chưa, chứ đừng nói chi đến việc kết thúc đại dịch. Theo giáo sư Edward Holmes,
một chuyên gia dịch tễ học tại Viện Đại học Sydney và cũng là một nhà nghiên cứu về nguồn gốc và sự phát triển của dịch bệnh, thì không ai có thể dự phóng là virus COVID-19 sẽ có sự biến chuyển như thế nào. Bởi lý do là tất cả các dự phóng kể từ thời đầu đại dịch cho đến nay đều không chính xác. Giáo sư Edward Holmes nói rằng, hiện nay không có bằng chứng khoa học nào cho thấy là thời kỳ tồi tệ của dịch bệnh đã đi qua. Chính ông cũng nhìn nhận rằng hầu hết các dự phóng của ông đều không chính xác. Tuy vậy, cũng có chuyên gia tin rằng nước Úc đã qua điểm đỉnh của thời kỳ lây nhiễm với biến chủng Omicron vào mùa đông, sau khi nhân số tử vong đã lên mức cao nhất trong hơn 2 năm rưỡi diễn ra đại dịch. Một cách cụ thể là vào ngày 27 tháng 7, nước Úc đã có gần 50.000 ca nhiễm so với chỉ khoảng 27.000 ca nhiễm vào ngày hôm qua thứ Tư 10 tháng 8. Trong khi đó, thì nhân số nằm bệnh viện có vẻ như cũng đã đạt mức trần, tức là cao nhất, và tính trên căn bản hàng trăm ngàn người, thì nhân số tử vong có vẻ đang ổn định. Mặc dù vậy, giáo sư Edward Holmes nói rằng mọi việc còn có thể thay đổi. Trong khi đó, thì phó giáo sư Stuart Turville của Viện Nghiên cứu Kirby cũng đồng ý với giáo sư Edward Holmes và nói rằng chúng ta không thể dự phóng, đặc biệt là với biến chủng Omicron. Giáo sư Turville đưa ra hai kịch bản của đại dịch trong năm tới 2023, theo nhật báo Sydney Morning Herald. Kịch bản thứ nhất có vẻ sẽ xảy ra là các biến chủng hậu duệ của Omicron sẽ tiếp tục là virus chính trong việc lây lan dịch bệnh. Trong khi kịch bản thứ nhì là sự xuất hiện của một biến chủng mới có sức lây lan mạnh mẽ hơn cả Omicron. Tại Viện Đại học Queensland, một chuyên gia về dịch tễ học, phó giáo sư Ian MacKay thì có vẻ lạc quan hơn và nói rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy thời gian tồi tệ nhất của dịch bệnh đã đi qua. Tuy vậy, chúng ta không thể biết chắc và chỉ có thể xác nhận sau nhiều tháng khi chúng ta nhìn lại quá khứ. Tại Viện Đại học ANU, giáo sư Peter Collignon thì nói rằng điểm đỉnh của đại dịch đã qua, căn cứ vào dữ kiện lịch sử của đại dịch cúm flu Tây Ban Nha hồi năm 1918, khi đại dịch này cũng chỉ kéo dài khoảng từ 2 đến 3 năm. Cũng theo giáo sư Collignon, chúng ta có thể phải chờ đợi đến khi châu Âu và Bắc Mỹ trải qua mùa đông sắp tới, tức là vào thời điểm cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023, thì chúng ta mới có thể có được nhận xét rõ rệt hơn. Trong khi đó, thì một chuyên viên khác tại Viện Nghiên cứu Kirby, giáo sư John Caldwell, cũng chia sẻ sự lạc quan, tuy rằng ông cũng nhấn mạnh rằng chúng ta lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dịch bệnh nếu các dự phóng được đưa ra là không chính xác. Đại dịch COVID-19, làn sóng lây lan tiếp tục vào lễ Giáng sinh năm nay 2022. Một số chuyên gia và đặc biệt là tại Queensland dự phóng rằng vào dịp lễ Giáng sinh năm nay 2022, có lẽ làn sóng dịch bệnh vẫn sẽ còn tiếp diễn. Và đây là năm thứ ba mà cư dân Úc sẽ phải chào đón lễ Giáng sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan. Một số chuyên gia còn tin rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn sẽ tiếp tục lây lan một cách vô hạn định. Hiện nay các loại vaccine chưa được bào chế đặc biệt cho một loại biến chủng nào, nhưng các chuyên gia tin rằng vào năm 2023 thì các liều vaccine booster đặc trị, tức là nhằm chống lại một loại biến chủng nào đó sẽ được bào chế thành công, hoặc các loại vaccine dạng xịt thẳng vào mũi sẽ được sử dụng. Trong khi đó, thì y sĩ trưởng Queensland, bác sĩ John Gerrard, thì dự phóng rằng làn sóng dịch bệnh sắp tới có thể sẽ xảy ra vào tháng 12 năm nay, mà mức độ trầm trọng của dịch bệnh là không thể tuyên đoán được. Queensland cũng như các tiểu bang và lãnh thổ khác đang chuẩn bị đối phó với năm thứ tư của đại dịch COVID-19, và năm thứ tư này là 2023, tính từ khi đại dịch xuất hiện tại Úc hồi đầu năm 2020. Về mặt chủng ngừa, chuyên viên về bệnh truyền nhiễm, giáo sư Paul Griffin của Viện Đại học Queensland nói rằng, trong năm 2023, chúng ta có thể có được vaccine thuộc thế hệ thứ nhì, kể cả các loại vaccine tăng cường booster nhằm vào một biến chủng cá biệt, và nhờ đó mà mức độ lây lan có thể được giảm hạ. Một sự kiện tại Queensland mà các chuyên gia quan tâm là sự bùng phát dịch bệnh tại các viện dưỡng lão hiện đang giảm hạ. Tuy nhiên không ai có thể nói là chúng ta đang trở lại đời sống bình thường. Đại dịch COVID-19, vaccine và trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi. Tại Úc, giới chức thẩm quyền liên bang đã cho phép sử dụng vaccine chủng ngừa cho thành phần trẻ em trên 6 tháng tuổi. Tuy nhiên việc chủng ngừa này vẫn hãy còn một khoảng trống quan trọng đối với nhóm trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi. Trẻ em thuộc mọi lớp tuổi đều có thể bị dương tính với COVID-19 và bệnh tình có thể diễn tiến phức tạp.
Tuy nhiên, theo một chuyên viên tại Viện Đại học Monash ở Melbourne, bà Michelle Giles, thì trẻ sơ sinh có vẻ như không có nhiều rủi ro bị bệnh ở mức độ nặng so với những người lớn tuổi. Một cuộc khảo cứu đã được phổ biến trên tạp chí y học tại Úc gọi là Medical Journal of Australia cho thấy rằng phần đông trẻ em dưới 16 tuổi trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021 đều đã nhiễm bệnh mà không hề có triệu chứng hoặc bị bệnh ở mức độ rất nhẹ, và đó là thời kỳ của biến chủng Delta. Trong khi đó, thì một nghiên cứu khác đã được phổ biến trên tạp chí New England Journal of Medicine, được cơ quan CDC của Mỹ tài trợ cho thấy, các trẻ em dưới 6 tháng tuổi bị nhiễm bệnh, và trong số này có 20% đã được chữa trị tại ICU và 12% cần phải sử dụng máy trợ thở. Giáo sư Michelle Giles cũng đã đề cập đến cuộc nghiên cứu này và tin rằng những trường hợp bị bệnh nặng có thể chỉ là những ngoại lệ. Ngoài ra, một vấn đề khác cũng đang được các chuyên gia quan tâm, đó là trường hợp phụ nữ mang thai được chủng ngừa thì kháng thể có thể được chuyển sang cho thai nhi hay không. Từ thập niên 1870, tức là trên 150 năm trước, trẻ em mà các bà mẹ đã được chủng ngừa bệnh đậu mùa, tức là smallpox, thì sau khi sinh ra, các trẻ em này cũng được miễn nhiễm với bệnh đậu mùa. Giáo sư Michelle Giles nói rằng, một khi bà mẹ được chủng ngừa thì hệ thống miễn nhiễm sẽ được tạo ra. Bởi lý do ấy mà khi trẻ sơ sinh chào đời thì đứa trẻ ấy đã có được kháng thể chống lại virus. Nói một cách khác thì khi một phụ nữ mang thai chủng ngừa thì vaccine sẽ có mức hữu hiệu đối với cả mẹ lẫn con. Một câu hỏi thực tế được nêu ra là liệu các bà mẹ có nên chờ đợi để gia tăng mức độ bảo vệ cho đứa con trong bụng hay không? Theo giáo sư Michelle Giles thì điều này không nên, vì phụ nữ mang thai cần được chủng ngừa ngay tức khắc để có được sự bảo vệ cho chính mình. Bởi lý do nếu một phụ nữ mang thai không chủng ngừa thì rủi ro có thể xảy ra cho người mẹ, và tất nhiên là điều này không tốt cho cả mẹ lẫn con. Trong tương lai gần, các chuyên gia tin rằng một loại vaccine cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi sẽ không thể có được. Bởi vậy, vào thời điểm này, theo giáo sư Michelle Giles, thì phương thức duy nhất để bảo vệ trẻ sơ sinh là kháng thể của người mẹ sau khi được chủng ngừa lúc mang thai. Đại dịch COVID-19, ứng dụng COVID-Safe thất bại và sẽ chấm dứt vào ngày 16 tháng 8. Vào thời kỳ cao điểm của dịch bệnh, chính phủ tiền nhiệm Morrison đã phát động một chiến dịch khuyến khích cư dân Úc cài đặt ứng dụng gọi là COVID-Safe, với hy vọng là ứng dụng này có thể phát hiện được một người bị dương tính nếu người bị dương tính đang đứng gần chúng ta và nếu cả hai đều đã cài đặt ứng dụng COVID-Safe trong điện thoại di động của họ. Đó là vào thời điểm khoảng cuối tháng 4 năm 2020. Ứng dụng COVID-Safe này được dựa vào khả năng Bluetooth để có thể truyền đạt dữ kiện giữa những người sử dụng điện thoại smartphone và có cài đặt ứng dụng này. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Trong thực tế thì ứng dụng COVID-Safe đã không thể phát hiện được những ca dương tính ở mức độ mà chính phủ hy vọng. Trái lại, kể từ tháng 4 năm 2020, xuyên suốt năm 2021, hầu hết việc phát hiện những ca dương tính là kết quả của việc thử nghiệm và truy vết, tức là contact tracing. Bởi vậy, vào tháng 12 năm 2021, ông Mark Butler, khi đó với tư cách là phát ngôn viên y tế của Đảng Lao động ở thế đối lập, đã kêu gọi chính phủ Morrison bãi bỏ ứng dụng COVID-Safe. Bởi lý do đơn giản là trong vòng 6 tháng, ứng dụng này chỉ phát hiện 2 ca dương tính. Tuy vậy, chính phủ Morrison vẫn tiếp tục duy trì ứng dụng COVID-Safe với phí tổn cho đến ngày nay là 21 triệu đô la. Hôm qua, ông Mark Butler, nay trong vai trò là Bộ trưởng Y tế, đã quyết định chấm dứt ứng dụng COVID-Safe vào ngày 16 tháng 8 sắp tới. Điều này có nghĩa là những ai trong chúng ta đã từng cài đặt ứng dụng COVID-Safe thì nay có thể hủy bỏ ứng dụng này ra khỏi điện thoại của chúng ta. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.